tiểu sử Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng giáo Phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Cộng đoàn, sau đây chúng con xin kính mời Cộng đoàn cùng tìm hiểu về tiểu sử của Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên. Trên cương vị Tổng Giám mục Hà Nội, Ngài cũng là Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội. Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, nay thuộc thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc địa phận Hải Phòng. Ngài là con thứ tư của gia đình có 5 người con. Song thân của Ngài bình dân và có mong muốn cho Ngài bước vào con đường tu tập. Năm 8 tuổi, Đức cha Du Xe Vũ Văn Thiên làm giúp lễ cho Linh Mục chính xứ kẻ sặt là cha do An Kim Nguyễn Quang Mỹ và 2 năm sau thì quyết định dọn vào sống trong nhà xứ. Năm 14 tuổi, Ngài theo Linh Mục đỡ đầu đến tòa giám mục. Sau 8 năm giúp việc tại đây, Ngài được giám mục Du Xe Maria Nguyễn Tùng Cương gửi đi học tại Đại chủng Viện Thánh Du Xe Hà Nội. Ngày 23 tháng 9 năm 1982, chủng sinh Du Xe Vũ Văn Thiên nhập học tại Đại chủng Viện Hà Nội. Sau quá trình tu học dài hạn, ngày 24 tháng 1 năm 1988, Phó Tế Du Xe Vũ Văn Thiên, lúc ấy 28 tuổi, tiến đến việc được thụ phong linh mục, là linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng. Nghi thức chuyển chức linh mục được cử hành bởi giám mục giáo phận Hải Phòng Du Xe Maria Nguyễn Tùng Cương. Sau khi được thụ phong, Cha Du Xe Vũ Văn Thiên được bổ nhiệm làm thư ký tòa giám mục Hải Phòng, sau đó là linh mục chính sứ giáo xứ Mỹ Động và giữ chức nhiệm này đến năm 1994. Sau đó, cha Du Xe Vũ Văn Thiên được điều chuyển làm linh mục chính sứ giáo xứ Đồng Xá từ 1994 đến 1996. Ngài cũng quản nhiệm các giáo sứ Thắng Yên và Nghĩa Xuyên. Năm 1996, cha Du Xe Vũ Văn Thiên được cử đi du học tại Paris, Pháp và học tại đó đến tháng 12 năm 2000. Trở về nước, ngài đảm nhiệm vị trí giáo sư thần học tại Đại chủng Viện Hà Nội. Ngày 26 tháng 11 năm 2002, giáo hoàng Gioan Fowler II bổ nhiệm cha du xe Vũ Văn Thiên làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Kế nhiệm đức giám mục du xe Maria Nguyễn Tùng Cương đã qua đời trước đó khiến giáo phận Hải Phòng chống tòa trong 3 năm. Ngài là vị giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng đầu tiên xuất thân từ chính giáo phận này. Nhân lực giáo phận khi tân giám mục được bổ nhiệm chỉ khoảng 20 linh mục các cơ sở tôn giáo như nhà thờ xuống cấp và hệ thống giáo hạt bị xóa sổ sau năm 1954. Ngày 2 tháng 1 năm 2003, lễ tấn phong giám mục của Đức Cha Du Xe Vũ Văn Thiên diễn ra tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Hải Phòng, do Đức Hồng Y Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội Phaolô Du Xe Phạm Đình Tụng chủ phong và Đức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, Đức giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình phụ phong. Khẩu hiệu giám mục của ngài là phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Ngài cho biết về khẩu hiệu giám mục của mình rằng, vui mừng và hy vọng là hai câu đầu của hiến chế mục vụ về giáo hội của công đồng Vatican II Từ phục vụ ngài thêm trước khẩu hiệu là ước mong của cá nhân ngài luôn luôn kiên nhẫn và nhìn thấy thánh ý Chúa. Về huy hiệu giám mục, thánh giá biểu tượng hy vọng, cây đuốc là biểu tượng hy sinh phục vụ và nốt son cách điệu là biểu tượng của niềm vui. Vài ngày sau lễ tấn phong, ngày 5 tháng 1 năm 2003, tân giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã viết thư ngỏ, bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với các giám mục. Linh mục, tu sĩ và giáo dân trong ngoài nước đã đóng góp vật chất và tinh thần cho buổi lễ tấn phong của ngài. Từ năm 2007 đến năm 2016, Đức cha Du Xe Vũ Văn Thiên kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài là một trong số ba Đức giám mục người Việt tham gia Đại hội Giới Trẻ năm 2008 tại Sydney hai năm sau khi chính thức nhậm chức, Đức cha Du Xe Vũ Văn Thiên cho xây dựng tòa giám mục Hải Phòng cạnh nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Vào năm 2012, xây dựng tiền chủng viện Dê Zoni Liêm. Ngoài các công trình này, trung tâm mục vụ giáo phận và nhà hưu dưỡng linh mục cũng được tiến hành xây dựng. Tháng 10 năm 2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam bầu chọn ban thường vụ mới, Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên được chọn làm phó tổng thư ký trong nhiệm kỳ 2016-2019. Sau 15 năm coi sóc giáo phận Hải Phòng, giám mục du xe Vũ Văn Thiên đã phát triển số lượng linh mục cũng như giáo sứ. Với số linh mục từ 20 lên 82, số giáo sứ từ 62 nâng lên 92, các hội tu, dòng tu phát triển. Đức cha du xe Vũ Văn Thiên cũng quyết định thành lập rồi chia tách 3 giáo hạt thành 6 giáo hạt. Ngài mời gọi các dòng tu công giáo về sinh hoạt tại giáo phận và các dòng này đã đến theo lời đề nghị để hỗ trợ những nơi xa xôi và khó khăn. Ngài cũng có mối quan hệ tốt với những người lương dân, người khó khăn, nghèo khổ và cũng có mối tương quan hài hòa với chính quyền các cấp. Ngoài ra, Đức cha Du Xe Thiên cũng là người quyết định nâng cấp các cơ sở giáo phận, khởi đầu là tòa giám mục, tiền trùng viện thánh dê Mô Liêm, trung tâm mục vụ và nhà hưu dưỡng đồng giới, và gần đây là công trình tái thiết đền thánh Hải Dương. Sau khi kết thúc sứ vụ tại Hải Phòng, Ngài cho rằng ước mong có hàng giáo sĩ không những giỏi chuyên môn mà còn có thể tham gia các lĩnh vực xã hội như Caritas, mục vụ giới trẻ và truyền giáo là ước mơ ngài chưa thực hiện được trong thời gian làm giám mục Hải Phòng. Trong 16 năm quản nhiệm tại Hải Phòng, ngài đã chuyển chức cho 65 linh mục và số linh mục này chiếm phần lớn trong linh mục đoàn giáo phận gồm 88 linh mục tính đến tháng 12 năm 2018. Đầu tháng 12 năm 2018, Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự lễ từ biệt giáo phận Hải Phòng. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Tòa Thánh loan báo tin chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Phê Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời bổ nhiệm giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên làm tổng giám mục kế vị. Ngài cũng kiêm giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, chờ ngày bổ nhiệm giám mục chính tòa mới cho giáo phận này. Trong văn thư của tòa giám mục Hải Phòng cùng ngày, tân tổng giám mục cho biết ngài bất ngờ với bổ nhiệm này từ giáo hoàng Francisco. Nhận được tin tức bổ nhiệm, tân tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã cử hành thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng. Sau lễ, nhiều đoàn thể, cá nhân đã đến gặp Tân Tổng Giám mục để chúc mừng. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Du xe Nguyễn Chí Linh ra văn thư đại diện loan báo cho giáo dân biết tin bổ nhiệm Tổng Giám mục Hà Nội và kêu gọi cầu nguyện cho lễ nhậm chức Tổng Giám mục Hà Nội của Đức Cha Du xe Vũ Văn Thiên. Nhằm chia tay giáo phận Hải Phòng, ngài cử hành lễ tạ ơn vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Chiều ngày 16 tháng 12. Tổng giáo phận Hà Nội cử hành nghi thức đón tân tổng giám mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 17 giờ 45 phút. Tối ngày 17 tháng 12, tân tổng giám mục Hà Nội cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin và trung thành với giáo hội, lời tuyên thệ được tuyên bố bằng tiếng Pháp. Việc tuyên xưng đức tin này có sự chứng kiến của Đức Hồng Y Phê Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục đại diện không thường trú tại Việt Nam Marek Zalewski, hai giám mục đến từ Hoa Kỳ là giám mục gốc Việt Ma Nguyễn Thái Thành giám mục phụ tá giáo phận Oran và giám mục chính tòa giáo phận Oran Kevin Van. Ngoài ra, còn có 14 vị giám mục khác từ các giáo phận tại Việt Nam. Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ nhận tòa giám mục đã tiến hành vào chiều ngày 17 tháng 12 và thánh lễ nhậm chức của Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên được cử hành tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, lúc 10 giờ sáng. Tham dự lễ nhận tòa của ngài có đông đảo các giám mục từ nhiều giáo phận thuộc ba giáo tỉnh, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2019, Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên khởi hành đến Roma nhận dây Palium dành riêng cho các tổng giám mục từ tay giáo hoàng. Tháp Tùng có linh mục, thư ký cha do An Nguyễn Văn Toàn. Trước khi đến Roma, Ngài đến Pháp để hành hương tại Lycia quê hương thánh nữ Tê Dê Sa, Hải Đồng giê và nơi đức mẹ Magia hiện hình tại Lộ Đức. Ngài chính thức đặt chân đến Roma tối ngày 27 tháng 6. Trong ngày 28, Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên gặp gỡ Đức Hồng Y Tổng trưởng truyền giáo Fernando Filoni và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paulo Gallagher. Vào lúc 9 giờ 30 phút giờ Roma, 14 giờ 30 phút giờ theo giờ Việt Nam, lễ trao dây Palium cho các tân Tổng giám mục được cử hành. Lễ này được trực tiếp thông qua ứng dụng YouTube, đi kèm thuyết minh tiếng Việt do hãng thông tấn Vatican và tiếp sóng tại website Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng theo đoàn Việt Nam có một số linh mục và nhiều đoàn giáo dân hành hương cũng tham dự lễ này. Nghi lễ trao dây Palium tại quê nhà cho Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên được ấn định tổ chức vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019 tại nhà thờ lớn Hà Nội. Các vị giám mục cai quản các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội cũng tham gia nghi thức trao dây này, bày tỏ sự hiệp thông và tình huynh đệ với Tổng giám mục trưởng giáo tỉnh. Nghi thức trao dây do đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam Marek Zalewski chủ sự. Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2019, các giám mục Việt Nam từ 27 giáo phận họp đại hội 14 hội đồng giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng. Trong khuôn khổ đại hội, các giám mục đã bầu chọn nhân sự trong hội đồng. Kết quả, các giám mục tiếp tục chọn Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên làm phó Tổng thư ký hội đồng giám mục trong nhiệm kỳ 2019-2022. Trong kỳ đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam 15 tại Hà Nội kéo dài từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, các giám mục Việt Nam bầu chọn Tổng giám mục Vũ Văn Thiên, đảm nhận chức Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025. Trong bài viết 16 năm một hành trình đăng trên trang mạng điện tử báo công giáo và dân tộc tác giả bài báo nhận định, suốt 16 năm trong toàn địa phận Hải Phòng không một sứ đạo, họ đạo nào mà ngài chưa từng đến. Nơi nào ít nhất thì cũng vài lần dù có nơi chỉ ghé ban bí tích thêm sức hay thăm mục vụ ngắn ngủi nhưng Đức Cha vẫn chiếm trọn tình cảm của bà con. Với tâm niệm phục vụ trong niềm vui và hy vọng, vị chủ chăn đầu tiên xuất thân từ giáo phận đã thay đổi diện mạo của xứ sở quê mình. Trên đây là những khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên mà chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung xin vui lòng cung cấp cho chúng con bằng cách bình luận vào phần bình luận dưới video. Xin quý cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tổng Du Xe luôn dồi dào sức khỏe bình an trong ơn nghĩa Chúa xin chúa luôn chỉ đường dẫn lối để ngài dẫn đưa đoàn con cái về với chúa an lành chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo chúng con xin cảm ơn